Xin chào các con. Cô là Tô Thị Thanh Thủy, giáo viên trường tiểu học Thái Thịnh, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. Hôm nay, cô rất vui tiếp tục đồng hành cùng các con trong tiết tập làm văn. Trước khi vào tiết học, cô có một số lưu ý dành cho các con như sau. Các con hãy chuẩn bị đầy đủ sách tiếng Việt lớp 5, tập 2, vở tiếng Việt, bút mực, bút chì và các đồ dùng học tập cần thiết. Các con ngồi học ngay ngắn ở nơi có đủ ánh sáng. Chúng ta không nên ngồi quá gần tivi. Các con chú ý nghe giảng và thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ của bài học. Các con đã sẵn sàng chưa? Chúng ta bắt đầu vào tiết học nhé. Ở lớp 4 và lớp 5, các con đã được làm quen với thể loại văn miêu tả, với các kiểu bài văn như bài văn tả đồ vật, tả cây cối, tả con vật, tả cảnh và tả người. Trong tiết tập làm văn, ôn tập về tả đồ vật ngày hôm nay, các con sẽ được củng cố kiến thức về cấu tạo của bài văn tả đồ vật, trình tự miêu tả, các biện pháp nghệ thuật trong bài văn tả đồ vật. Áp dụng những kiến thức vừa ôn tập đó, các con sẽ viết một đoạn văn ngắn tả hình dáng hoặc công dụng của một đồ vật gần gũi với con. Trước khi đến với các yêu cầu của bài học ngày hôm nay, cô Thủy và các con sẽ cùng nhau ôn tập lại những kiến thức về văn miêu tả đã học ở lớp 4. Các con còn nhớ thế nào là miêu tả không? Miêu tả là vẽ lại bằng lời những đặc điểm nổi bật của cảnh, của người, của vật để giúp người nghe, người đọc hình dung được các đối tượng ấy. Các con ạ, nếu như các con miêu tả càng sinh động, thì đối tượng miêu tả hiện lên càng rõ nét, chân thực, giúp người đọc, người nghe dễ dàng hình dung và nhận ra đối tượng được miêu tả. Để bài văn miêu tả hay, các con cần chú ý. Chúng ta hãy miêu tả theo một trình tự hợp lý, chọn lọc các chi tiết tiêu biểu giúp phân biệt đối tượng này với đối tượng khác. Và sử dụng kết hợp nhiều giác quan khi miêu tả. Như vậy sẽ khiến đối tượng được miêu tả hiện lên chân thực và rõ nét. Bài văn miêu tả nào cũng gồm có 3 phần. Phần thứ nhất là mở bài, phần thứ hai thân bài và phần thứ ba là kết bài. Để ôn tập kỹ hơn về bài văn tả đồ vật, cô Thủy và các con cùng đến với bài tập số 1 trang 63. Mời các con mở sách giáo khoa và đọc bài cùng cô nào. Đọc đoạn văn sau và thực hiện các yêu cầu nêu ở dưới. Cái áo của ba. Tôi có một người bạn đồng hành quý báu từ ngày tôi còn là đứa bé 11 tuổi. Đó là chiếc áo sơ mi vải tô châu, dày mịn, màu cỏ úa. Chiếc áo sờn vai của ba dưới bàn tay vén khéo của mẹ đã trở thành cái áo xinh xinh, trông rất oách của tôi. Những đường khâu đều đặn như khâu máy, thoáng nhìn qua khó mà biết được đây chỉ là một cái áo may tay. Hàng khuy thẳng tắp như hàng quân trong đội duyệt binh. Cái cổ áo như hai cái lá non, trông thật dễ thương. Mẹ còn may cả cái cầu vai, y hệt như chiếc áo quân phục thực sự. Cái măng xét ôm khít lấy cổ tay tôi. Khi cần, tôi có thể mở khuy và xắn tay áo lên gọn gàng. Mặc áo vào, tôi có cảm giác như vòng tay ba mạnh mẽ và yêu thương đang ôm lấy tôi. Tôi như được dựa vào lồng ngực ấm áp của ba. Lúc tôi mặc đến trường, các bạn và cô giáo đều gọi tôi là chú bộ đội. Có bạn hỏi, cậu có cái áo thích thật, mua ở đâu thế? Mẹ tớ may đấy, tôi hãnh diện trả lời. Bà đã hy sinh trong một lần đi tuần tra biên giới, chưa kịp thấy tôi chững chạc như một anh lính tí hon trong cái áo mẹ chữa lại từ chiếc áo quân phục cũ của ba. Mấy chục năm đã qua, chiếc áo còn nguyên như ngày nào. Mặc dù cuộc sống của chúng tôi đã có nhiều thay đổi, chiếc áo đã trở thành kỷ vật thiêng liêng của tôi và cả gia đình tôi. Phạm Hải Lê Châu. Các con cùng cô đọc phần chú giải nhé. Bạn đồng hành, bạn cùng đi đường. Vén khéo, khéo léo, đảm đang. Măng xét, cửa tay áo sơ mi có lớp lót bằng chất liệu đặc biệt cho cứng, phẳng. Bài tập này yêu cầu chúng ta làm gì? Các con cần đọc kỹ bài văn và thực hiện các yêu cầu nêu bên dưới. Yêu cầu thứ nhất, tìm các phần mở bài, thân bài và kết bài. Yêu cầu thứ hai, tìm các hình ảnh so sánh và nhân hóa có trong bài. Nào,
cô Thủy và các con cùng tìm hiểu bài tập này nhé. Theo các con, bài văn này tả đồ vật gì? Chắc chắn các con đều có câu trả lời, đây là bài văn tả chiếc áo. Nhưng các con có phát hiện ra trong tên bài có điểm gì thú vị không? Bài văn tả chiếc áo bạn nhỏ vẫn thường mặc tới trường lại được nhà văn Phạm Hải Lê Châu đặt tên là Cái áo của ba. Vì sao vậy? Các con ạ, chiếc áo này đúng là của bạn nhỏ giống như các con, nhưng không phải là áo được mua mới từ cửa hàng, mà nó được may lại từ chiếc áo quân phục cũ của người cha. Mấy chục năm trước đây, khi đất nước ta còn khó khăn, các bạn học sinh tới trường chưa có đồng phục như các con bây giờ đâu. Nhiều bạn vẫn mặc đồ may lại từ quần áo cũ của cha mẹ hoặc anh chị. Bây giờ, các con hãy xác định xem bài văn này gồm có mấy đoạn và nội dung của từng đoạn là gì? Dựa vào dấu hiệu hình thức, các con dễ dàng phát hiện ra bài văn này gồm có 4 đoạn, ứng với 4 chỗ xuống dòng. Vậy thì nội dung của từng đoạn là gì? Đoạn văn thứ nhất, giới thiệu về chiếc áo. Đoạn văn thứ hai, tả hình dáng, công dụng và cảm nhận của bạn nhỏ về chiếc áo. Đoạn văn thứ ba, nêu lên tình cảm của bạn đối với chiếc áo. Và đoạn văn cuối cùng, cho chúng ta biết chiếc áo là kỷ vật thiêng liêng của bạn nhỏ và cả gia đình. Dựa vào nội dung của từng đoạn vừa tìm được, các con hãy tiếp tục xác định các phần mở bài, thân bài và kết bài của bài văn này nào. Các con đã có câu trả lời chưa? Chúng ta cùng so sánh với đáp án của cô nhé. Đoạn văn thứ nhất chính là phần mở bài. Phần thân bài gồm có đoạn văn thứ hai và đoạn văn thứ ba. Và đoạn văn thứ tư chính là kết bài của bài văn. Cô Thủy và các con sẽ cùng tiếp tục tìm hiểu kỹ hơn về từng đoạn của bài văn này nhé. Mời các con cùng cô đọc phần mở bài. Tôi có một người bạn đồng hành quý báu từ ngày tôi còn là đứa bé 11 tuổi. Đó là chiếc áo sơ mi vải tô châu dày mịn, màu cỏ úa. Qua đoạn vừa đọc, các con thấy tác giả đã giới thiệu chiếc áo như thế nào? Cách giới thiệu đó có gì đặc biệt? Tác giả đã gọi chiếc áo là người bạn đồng hành thân thiết của mình. Và còn giới thiệu rõ loại vải may áo là vải tô châu. Rồi tác giả tiếp tục gợi tả về đặc điểm chất liệu và màu sắc của chiếc áo với các từ ngữ dày mịn, màu cỏ úa. Theo các con, mở bài của bài văn này được viết theo cách nào? Trong đoạn mở bài, tác giả đã giới thiệu ngay đối tượng được miêu tả. Đó chính là cách mở bài trực tiếp. Ngoài cách mở bài này, chúng ta cũng có thể viết mở bài gián tiếp, tức là từ một chuyện khác rồi mới dẫn tới giới thiệu đối tượng mình định miêu tả. Dù mở bài bằng cách nào thì các con hãy nhớ, chúng ta phải giới thiệu rõ được đồ vật định miêu tả, cũng như cố gắng tạo sự hứng thú, gợi tò mò để người đọc háo hức đến với các phần tiếp theo của bài. Sau phần mở bài, cô Thủy và các con cùng đến với phần thân bài nào. Như các con đã biết, trong bài văn miêu tả nói chung và bài văn tả đồ vật nói riêng, chúng ta cần chú ý miêu tả theo một trình tự nhất định để bài văn được logic và người đọc có thể dễ dàng hình dung về đối tượng được miêu tả. Các con hãy đọc kỹ phần thân bài xem tác giả đã tả chiếc áo theo trình tự nào.
Để trả lời câu hỏi này, cô Thủy và các con cùng tiếp tục tìm hiểu nhé. Mời các con đọc câu văn sau. Chiếc áo sờn vai của ba dưới bàn tay vén khéo của mẹ đã trở thành cái áo xinh xinh, trông rất oách của tôi. Câu văn đầu tiên này đã miêu tả bao quát chiếc áo với các từ ngữ thể hiện sự đánh giá của tác giả như xinh xinh, trông rất oách. Qua đó, còn bộc lộ được tình cảm tự hào về người mẹ đảm đang đã khéo léo sửa chiếc áo sờn vai của bố thành chiếc áo mới cho con. Chiếc áo ấy được miêu tả cụ thể hơn ở những câu văn tiếp theo. Các con tiếp tục đọc phần thân bài và tìm các chi tiết, bộ phận của chiếc áo được miêu tả nào. Các con đã có câu trả lời chưa? Chúng mình cùng cô Thủy đọc to các bộ phận chi tiết của chiếc áo được miêu tả trong bài nhé. Đầu tiên, tác giả miêu tả những đường khâu, rồi đến hàng khuy, cái cổ áo, cái cầu vai và cả cái măng xét. Trên chiếc áo có rất nhiều chi tiết và bộ phận. Vì sao tác giả lại lựa chọn miêu tả những chi tiết và bộ phận này? Bởi vì đây là những chi tiết, bộ phận tiêu biểu giúp người đọc dễ dàng hình dung được về chiếc áo, cũng như có thể giúp ta phân biệt được chiếc áo này với chiếc áo khác. Các bộ phận chi tiết ấy đã được tác giả miêu tả bằng những từ ngữ nào? Các con tìm nhanh giúp cô. Các con cùng nhìn lên bảng theo dõi đáp án của cô Thủy nhé. Những đường khâu được tác giả miêu tả bằng từ đều đặn, hàng khuy thẳng tắp, cái cổ áo dễ thương, cái măng xét ôm khít lấy cổ tay. Đây là các từ ngữ gợi tả, gợi cảm, thể hiện được sự quan sát tỉ mỉ và tinh tế của tác giả. Trong bài còn có rất nhiều từ ngữ như vậy, các con đọc cùng cô nào. Sờn vai, xinh xinh, gọn gàng, mạnh mẽ, ấm áp, chững chạc và tí hon. Phần tiếp theo của bài văn cho chúng ta biết điều gì? Những câu văn này cho chúng ta biết công dụng của chiếc áo cũng như cảm nhận của bạn nhỏ và những người xung quanh khi bạn mặc chiếc áo lên mình. Mời các con cùng cô Thủy đọc tiếp đoạn văn sau. Bà đã hy sinh trong một lần đi tuần tra biên giới, chưa kịp thấy tôi chững chạc như một anh lính tí hon trong cái áo mẹ chữa lại từ chiếc áo quân phục cũ của ba. Thật là một đoạn văn chứa chan cảm xúc, thể hiện tình cảm và sự gắn bó đặc biệt của bạn nhỏ với chiếc áo. Qua phần tìm hiểu vừa rồi, các con đã biết chiếc áo được tác giả miêu tả theo trình tự nào chưa? Tác giả đã miêu tả chiếc áo từ bao quát tới các bộ phận, chi tiết tiêu biểu. Rồi tác giả nêu công dụng và cảm nhận về chiếc áo. Và cuối cùng là tình cảm của bạn nhỏ dành cho chiếc áo, cũng chính là tình cảm dành cho người bố thân yêu của mình. Đây là trình tự mà chúng ta thường gặp ở các bài văn tả đồ vật. Bây giờ, cô Thủy và các con cùng đến với phần kết bài. Các con cùng cô Thủy đọc phần kết bài nào. Mấy chục năm đã qua, chiếc áo vẫn còn nguyên như ngày nào, mặc dù cuộc sống của chúng tôi đã có nhiều thay đổi. Chiếc áo đã trở thành kỷ vật thiêng liêng của tôi và cả gia đình tôi. Bài văn tả chiếc áo có ý nghĩa đặc biệt với bạn nhỏ, nên phần kết bài cũng thật đặc biệt, phải không các con? Dù mấy chục năm đã qua, cuộc sống có nhiều thay đổi, không còn khó khăn như trước nữa. Bạn nhỏ cũng đã có thêm nhiều chiếc áo mới. Nhưng chiếc áo của ba vẫn vẹn nguyên như ngày nào. Nó trở thành một kỷ vật thiêng liêng của cả gia đình, là hình ảnh hiện hữu, thân thương của người cha đã hy sinh. Theo các con, đây là kiểu kết bài nào mà chúng ta đã học? Chắc chắn câu trả lời sẽ là kết bài mở rộng. Ở lớp 4, các con đã được học hai kiểu kết bài trong bài văn miêu tả.
Đó là kết bài mở rộng và kết bài không mở rộng. Nếu như ở kết bài không mở rộng, chúng ta thường nêu lên tình cảm, sự gắn bó của người viết với đối tượng được tả. Thì ở kết bài mở rộng như bài văn này, tác giả không chỉ khép lại phần miêu tả đồ vật trong bài, mà còn mở ra rất nhiều suy nghĩ về sự hy sinh thầm lặng của những người chiến sĩ tuần tra biên giới bảo vệ cuộc sống thanh bình, về tình cảm gia đình thiêng liêng, sâu nặng. Chiếc áo dù đã hoàn thành nhiệm vụ giữ ấm cho bạn nhỏ, nhưng vẫn được nâng niu, gìn giữ. Chiếc áo là lời nhắc nhở về những năm tháng khó khăn trong quá khứ, để mọi người biết trân trọng hiện tại và cùng nhau hướng tới tương lai. Nếu như các con chăm chỉ học hỏi và rèn luyện, cô tin rằng các con cũng có thể viết được nhiều đoạn kết bài hay và có ý nghĩa như vậy đấy. Qua phần tìm hiểu về bài văn Chiếc áo của ba, cô chắc rằng các con đã nhớ lại được cấu tạo của bài văn tả đồ vật rồi phải không nào? Cấu tạo của bài văn tả đồ vật gồm có 3 phần. Phần thứ nhất là mở bài. Các con có thể viết mở bài theo kiểu trực tiếp hoặc gián tiếp. Phần thứ hai, thân bài. Các con miêu tả đồ vật theo một trình tự nhất định. Có thể là từ bao quát đến chi tiết, từ trong ra ngoài, từ ngoài vào trong, vân vân. Và phần kết bài, các con cũng có thể lựa chọn viết kết bài mở rộng hoặc kết bài không mở rộng. Các con ạ, nhà văn Phạm Hải Lê Châu đã giúp chúng ta hình dung ra chiếc áo một cách rõ nét, sinh động và gần gũi. Đó chính là nhờ đã khéo léo sử dụng các hình ảnh so sánh, nhân hóa phù hợp. Các con hãy tìm cho cô các hình ảnh so sánh có trong bài văn nào. Các con đã có câu trả lời chưa? Chúng mình cùng nhau đọc to câu trả lời cùng với cô nhé. Các bộ phận của chiếc áo đã được nhà văn miêu tả với các hình ảnh so sánh như là những đường khâu đều đặn như khâu máy, hàng khuy thẳng tắp như hàng quân trong đội duyệt binh, cái cổ áo như hai cái lá non, cái cổ vai y hệt như chiếc áo quân phục thực sự. Rồi tác giả còn khéo léo nêu cảm nhận khi mặc chiếc áo vào. Tôi có cảm giác như vòng tay ba mạnh mẽ và yêu thương đang ôm lấy tôi. Tôi như được dựa vào lồng ngực ấm áp của ba. Và tôi chững chạc như một anh lính tí hon. Các hình ảnh so sánh gần gũi, giản dị này khiến cho người đọc có thể hình dung chiếc áo rõ ràng. Từ hình dáng, đường khâu, hàng khuy, cái cổ áo, cho đến cả cảm giác khi mặc áo và lời nhận xét của bạn bè xung quanh. Vậy còn những từ ngữ, hình ảnh nào miêu tả chiếc áo như tả về con người? Các con tiếp tục tìm cho cô nhé! Ngay ở câu văn đầu tiên, tác giả đã coi chiếc áo như một người bạn đồng hành quý báu của mình. Rồi còn hình ảnh cái măng sét ôm khít lấy cổ tay tôi. Các hình ảnh nhân hóa này giúp người đọc cảm nhận chiếc áo thật sinh động và gần gũi như một người bạn thân thiết. Để quan sát chiếc áo, theo các con, tác giả đã sử dụng đến những giác quan nào? Tác giả đã dùng thị giác để quan sát màu sắc, hình dáng và các chi tiết của chiếc áo, rồi miêu tả lại bằng các từ ngữ như là màu cỏ úa, cái áo xinh xinh, đường khâu đều đặn, hàng khuy thẳng tắp. Tác giả còn sử dụng xúc giác để cảm nhận về lớp vải dày mịn và cảm giác khi mặc chiếc áo lên mình như vòng tay ba mạnh mẽ, yêu thương đang ôm lấy tôi. Tôi như được dựa vào lồng ngực ấm áp của ba. Để cho bài văn miêu tả được sinh động và chân thực,
Theo các con, chúng ta còn có thể sử dụng những giác quan nào để miêu tả đồ vật nữa? Ngoài thị giác và xúc giác, tùy theo các đối tượng miêu tả cụ thể, các con có thể kết hợp sử dụng nhiều giác quan khác nhau, như dùng thính giác để nghe, khứu giác để ngửi, vị giác để nếm. Các con cũng có thể kết hợp cả trí tưởng tượng phong phú của mình để bài văn miêu tả thêm sáng tạo và bay bổng. Quay lại với bài văn miêu tả cái áo của ba, nhờ khả năng quan sát tinh tế của tác giả cùng các hình ảnh so sánh, nhân hóa phù hợp mà chúng ta cảm nhận được chiếc áo rất rõ nét từ màu sắc, hình dáng, công dụng cho đến cả cảm nhận khi mặc áo. Nhưng có lẽ một phần không nhỏ làm nên sự cuốn hút, cảm động của bài văn chính là tình cảm trong sáng của bạn nhỏ dành cho chiếc áo. Cũng là tình yêu thương sâu nặng của bạn đối với người cha đã hy sinh của mình. Các con nhớ nhé, khi viết văn, các con hãy thể hiện tình cảm của mình với đối tượng miêu tả để bài văn hay hơn và sâu lắng hơn. Như vậy, qua bài tập số 1, chúng ta vừa cùng nhau ôn lại về cấu tạo của bài văn tả đồ vật, trình tự miêu tả cũng như các biện pháp nghệ thuật có thể sử dụng trong bài văn. Áp dụng những kiến thức vừa ôn tập được, cô và các con sẽ cùng nhau đến với bài tập số 2. Các con đọc bài cùng cô nào. Bài 2. Viết một đoạn văn khoảng 5 câu tả hình dáng hoặc công dụng của một đồ vật gần gũi với em. Bài tập này yêu cầu chúng ta làm gì? Các con cần viết một đoạn văn với nội dung là tả hình dáng hoặc công dụng của một đồ vật. Theo các con, đoạn văn cần viết này nằm trong phần nào của bài văn tả đồ vật? Cô tin là các con đều có câu trả lời đúng. Đoạn văn tả hình dáng và đoạn văn tả công dụng của đồ vật đều nằm trong phần thân bài. Các con sẽ tả về đồ vật nào? Trong gia đình, các con có thể tả về chiếc đồng hồ báo thức, bộ bàn học hay là bộ ấm chén. Chúng mình cũng có thể tả về chiếc hộp bút, chiếc cặp sách hay quyển sách giáo khoa, những người bạn vẫn đồng hành với các con trên con đường học tập. Các con cũng có thể tả các món đồ chơi thân thiết như là cô búp bê xinh đẹp, chiếc ô tô sành điệu hay là anh chàng robot mạnh mẽ. Có rất nhiều đồ vật mà các con có thể lựa chọn để miêu tả, nhưng chúng ta hãy lưu ý lựa chọn những đồ vật gần gũi mà chúng mình có nhiều tình cảm gắn bó với đồ vật ấy. Như vậy, đoạn văn của các con sẽ giàu cảm xúc và hấp dẫn người đọc hơn. Đoạn văn tả hình dáng và đoạn văn tả công dụng của đồ vật có những yêu cầu khác nhau. Nếu tả hình dáng của đồ vật, các con hãy chú ý tả đồ vật đó theo một trình tự nhất định, có thể là từ bao quát đến bộ phận, từ trong ra ngoài, từ ngoài vào trong hay từ trên xuống dưới. Các con hãy chú ý chọn lọc các chi tiết tiêu biểu để phân biệt đồ vật này với đồ vật khác, sử dụng nhiều giác quan khi quan sát. Và các con hãy sử dụng các hình ảnh so sánh, nhân hóa, các từ ngữ gợi tả, gợi cảm để đoạn văn của mình hấp dẫn hơn. Còn nếu các con tả công dụng của một đồ vật, trước hết chúng ta hãy nêu được cách sử dụng của đồ vật, cũng như là tác dụng của đồ vật đó trong việc học tập và sinh hoạt của các con. Và nhớ thể hiện sự gắn bó, gần gũi của đồ vật ấy đối với mình nhé. Cô có một gợi ý, các con có thể tả chiếc đồng hồ báo thức hàng ngày vẫn nhắc nhở các con học tập và sinh hoạt đúng giờ. Nếu viết về đoạn văn tả hình dáng của chiếc đồng hồ, các con hãy nhớ câu văn đầu tiên chúng mình sẽ tả bao quát về chiếc đồng hồ, rồi tả các bộ phận chi tiết tiêu biểu như mặt đồng hồ, kim đồng hồ, chân đế của đồng hồ, vân vân. Các con cũng có thể sử dụng các hình ảnh so sánh, nhân hóa khi miêu tả những chiếc kim đồng hồ như những con người có tính cách khác nhau. Còn nếu lựa chọn tả công dụng của chiếc đồng hồ báo thức này,
Các con hãy nêu cách sử dụng đồng hồ, đặt báo thức ra làm sao. Rồi chúng mình nêu tác dụng của đồng hồ đã giúp các con học tập, sinh hoạt đúng giờ, giúp cho chúng ta biết quý trọng thời gian. Chúng mình cũng có thể nhân hóa chiếc đồng hồ thành một người bạn đồng hành thân thiết. Dù tả hình dáng hay công dụng của chiếc đồng hồ, các con hãy nhớ thể hiện tình cảm của mình với chiếc đồng hồ ấy để bài văn thêm sâu sắc và để lại ấn tượng cho người đọc nhé. Từ phần gợi ý vừa rồi, các con đã cảm thấy tự tin để viết một đoạn văn tả hình dáng hoặc công dụng của một đồ vật gần gũi với mình chưa? Bài tập này các con sẽ viết ở nhà, nhưng để cho đoạn văn được đúng yêu cầu, các con hãy chú ý tới các tiêu chí sau. Thứ nhất, đoạn văn phải viết đúng nội dung, tả hình dáng hoặc công dụng của một đồ vật. Các con lưu ý trình tự miêu tả hợp lý. Các câu văn phải viết đúng ngữ pháp và quy tắc chính tả. Các con hãy nhớ sử dụng từ ngữ phù hợp, các hình ảnh so sánh, nhân hóa để cho đoạn văn của mình được hấp dẫn hơn. Qua bài tập số 2, cô tin rằng các con đã có thể viết được một đoạn văn tả hình dáng hoặc công dụng của một đồ vật gần gũi với mình. Chăm chỉ học hỏi, rèn luyện kỹ năng viết đoạn văn hay sẽ giúp các con viết được một bài văn tả đồ vật hấp dẫn, giàu cảm xúc. Trong tiết học ngày hôm nay, các con đã được ôn tập về cấu tạo của bài văn tả đồ vật. Một bài văn tả đồ vật đều có cấu tạo gồm 3 phần. Phần thứ nhất là mở bài. Các con có thể viết mở bài trực tiếp hoặc mở bài gián tiếp. Phần thân bài, các con nhớ miêu tả đồ vật theo một trình tự nhất định. Và phần kết bài, các con có thể viết theo kiểu kết bài mở rộng hoặc kết bài không mở rộng. Trong bài văn, các con hãy lưu ý sử dụng các hình ảnh so sánh, nhân hóa phù hợp cũng như thể hiện cảm xúc của mình để bài văn tạo được những ấn tượng tốt đẹp với người đọc, người nghe. Tiết học của chúng ta đến đây là kết thúc. Ở nhà, các con hãy dành thời gian hoàn thành bài tập số 2 và chuẩn bị bài sau, ôn tập về tả đồ vật. Hẹn gặp lại các con trong các tiết học sau. Cô chào tất cả các con.